Xin chào cả nhà nhé. Hôm qua đi đặt ít bẫy chuột, hôm nay thử đi thăm xem có không nhé. Ở cánh đồng này cũng lâu lâu rồi không đánh chuột, từ ngày con peo nó bị mất nên là cũng ít bẫy chuột. Hôm nay thử đi bẫy xem nhé, bởi vì cái bẫy lồng mình hết rồi, hôm nay chỉ còn có 3 cái, hôm nay mình đánh ở bẫy kẹp xem có gì không nhá các bác. Đi bẫy ở chỗ này xem có nhá. Trời buổi sáng ở ngoài Bắc này nó lạnh lạnh, nhiều sương lắm. Xem nào. Cái đầu tiên. Không nhỉ? Không phải, nhầm. Cái nhầm lẫn ở đâu ấy nhỉ? Đây. Ôi này. Trời ơi. Một thằng luôn. Đó, thấy chưa? Thằng này chết đuối luôn. Định tối hôm qua ấy, thăm để về thịt ấy, nhưng mà không, bệnh quá không thăm được. Giờ nó chết rồi. Rất mềm á. Một thằng nhá các bác. Đến cái tiếp theo quay bác xem sau nhá. Giờ đặt bẫy không đánh dấu còn quên các bác ạ. Mò mẫm chán quá. Này thấy chưa? Cái này nó ăn mồi không dính này. Này, mồi nó tha đây này. Cánh ghê nhỉ. Cái này không dính. Đường còn rất đẹp luôn, không dính. 3 cái là mới được 1 con. Cái tiếp theo thế nào nhỉ? Này là cái bẫy này không đánh dấu nữa nè. Chả nhớ đâu. Cái này chả dính các bác. Đường hồ rất đẹp này. Thôi không giờ cái này quay, có quay các bác xem sau nhá. Các bác ơi. Này. Sắp đuổi các bác ơi. Này có con chuột rắn các bác ạ. Đây rồi. Một có bẫy kẹp không được nhưng mà bẫy lồng được đấy các bác. Đó. Em chuột rắn đi rồi. Tìm bọn này bẫy rắn là khó ghê. Còn 2 nữa các bác nhá. Đấy, xem bước coi nhá. Chuột đồng đấy ngon đấy. Mình xem nốt 2 nữa nhá. Kiếm con bẫy rắn hơi khó. Thành quả hôm nay các bác được có đánh 12 cái, được có 3 con các bác ơi. Này. Con này chuột rắn được này. Hôm nay bẫy rắn ngon này. Con này chuột đồng rất ngon luôn. Chuột này ngon lắm. Đây một con này con chết đuối rồi. Thì bữa nay được có 3 con, để mai đối lên đặt tiếp xong rồi quay các bác xem sau nhá. Kiếm chuột chuột bị rắn thôi mà. Nhớ các bác nhá. Hẹn các bác ở một video tiếp theo nhá. Chào các bác nhá. Ngoài Bác hôm nay bác thấy gió không? Đây là gió Bắc ấy, gió lạnh ấy. Ngọn cây này gió quá dã man luôn. Hôm nay gió Bắc nó về nên là lạnh lắm. Nên hôm nay thăm mấy cái bẫy chuột các bác nhá. Qua làm mấy cái bẫy chuột ấy, đi làm về tối đặt
Hôm nay thử xem không có gì không. Mùa đông thì nó đến rồi đây. Gió nó vít hết các cây phong tớn. Ngô nghê này. Xung quanh bụi cây gió nó quẩn. Ngoạn đu đưa hết này. Rồi bây giờ thì mấy cái bẫy quay cho các bác xem sau nhá. Hy vọng là có con chuột để về bẫy rắn nhá các bác. Sao các bác ơi? Sao rồi? Mấy không biết tính gì không? À rồi. Cỡ này là cỡ gì các bác ơi? Ôi trời ơi. Mẹ cha nữa. Lâu rồi mình thấy cái loại chiếc cống này. Quá trời luôn. Này, cái lồng này 22 tấc này. Quá trời lên con chuột đen xì này, chui lui này. Lâu rồi mình thấy cái khe này đấy nha bác nhá. Quá trời. Tại vì bấy này nó cũ rồi ấy, mình phải lấy cái chui mình líu như này cho nó phải chạy ra. Cái đầu tiên tại vì tay mình ít bẫy là đi thăng mấy hôm mình đơn giản ghi đeo đấy. Bẫy ngày xưa có nhiều nhưng mà mất hết rồi. Đây cái đường ngòn này quá sướng. Để tặng đây coi nha. Sướng. Chuột dã man. Tâm tí con nha. Tính tâm nào nha. Cái này không dính. Hết chuột sao ấy. Đấy đi. Đường mòn này. Bác thấy đồng ở ngoài Bắc này thế nào? Nó khác trong miền Nam này, miền Tây không? Miền Tây thì ngập nước, nguồn nước nổi nhỉ? Kiếm mấy con chuột nhỏ nhỏ để bị rắn mà cũng khó. Ôi trời. Bên kia con chi to quá. Không nhỉ? Như này, xa quá không nhìn thấy luôn. Đến cái bẫy quay phía bắc xem sau nhá. Không dính bác ạ. Tưởng nào lại không dính này. Chán nhỉ. Đường mòn quá đẹp không dính này. Chuột đi đâu mất. Đứng tỏ ở đây cũng chả có chuột. Đường mòn này. Này, cái lỗ này nó chạy đây. Nó kia. Chán nhỉ. Thăm bẫy mấy ngày không nào được video các bác. Bẫy ít, chuột ít. Chả biết có cái gì không. Nhìn im lắm. Sập không. Sập xình. À rồi. Nhìn này. Bị vượt cục mất rồi. Này. Chuột nó vào này. Con này khá to luôn nha. Để hôm nay tăng cường bẫy cát vào đây. Khí quá. Nó vào nó phi mất mà. Con này không phải đùa đâu. Nó xóa hơi yếu các bác ạ. Mất một em luôn. Này. Nó vào nó ăn mồi tung té nó chạy mất này. Con này quá to luôn, để mai bẫy lại có gì bắt được. Cò bay đầy trời các bác nhìn này, trắng phau này. Buổi sáng này chim cò cắt biển kêu quen quét rồi. Tiếc quá con chuột. Ở đây còn hai con nữa nha các bác nhá, thăm nốt. Các bác thấy không?
Có bay khắp trời luôn này. Bay con này con di cư ấy. Cò bay đầy trời luôn. Đấy. Đó, đừng có bị bẫy chuột quá nha. Nhìn từ xa không thì dính như sao ấy. Sập không? Sập 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 các bạn. Nhưng mà không sập. Đen rồi. Chán nhỉ. Không sập luôn. Không sập luôn. Chả có nhẽ lại không dính. Sập không? Sập không mày? Chả có cái gì. Chỗ này không có chuột. Các bạn ạ. Câu này nào. Không ăn thua. Như thăm bị rắn các bạn ơi. Con chuột này nó vào nó cắn chiếc con chuột này, chuột mồi này. Đấy, này. Bẫy rắn mà nó có con chuột. Này. Nó cắn con chuột này nó vào nó cắn nát đầu con này luôn. Chắc mới chết sao. Kệ. Nhốt thịt luôn. Chuột vàng rất nhiều chuột đồng. Đấy. Hôm giờ bẫy cho con chuột nhỏ nhỏ đi, bị rắn là không được. Con chuột đèn vãi. Nãy giờ thăm hai cái không có cái gì bác ạ, móm. Xem đây phần cái thứ ba dính gì không nhá. Một cái thì không sập, một cái sập bị sập trước. Không biết làm sao mà sập. Ấy trời. Hy vọng là có hàng nhé các bác. Ngày xưa bẫy chỗ này nhiều chuột to lắm rồi. Thời còn con beo ấy. Có gì không? Có gì không? Có gì không? Đâu nhỉ? Ui dù ui. Ui dồi. Không còn nữa. Ui dồi. Bẫy hơi yếu các bạn. Con này. Ui giời. Này. Bẫy này phải tăng cường lên chun nữa các bác. Không được, không nó phi ra ngay. Đấy. Ăn ngay con em. Hai con xù này. Ui. Thấy chưa? Nó so như nó phi. Nó đẩy tan nó so sao này. Cái nó liếng này. Cái nó so luôn. Con này cũng hàng cỡ đại gia không phải vừa. Không để tôi lấy dây buộc vào nhá, không nó sống mất nhá. Hàng khủng đấy. Ui. Mạnh lắm. Cái khe này. Hàng khủng đấy. Rất là dữ luôn. Nào. Cẩn thận. Cỡ này là ngon rồi các bác nhỉ. Chuột cống. Nói chung là bẫy cái 2, 3, 4 con này thì ngồi nai dai cả buổi thôi. Ngon luôn.
ở nhà mấy hôm trước bẫy được mấy con, hai con nhốt ở nhà ấy. Một con to, cũng to này, với lại một con chuột cơm. Vẫn không được được như ý muốn, ba thì bẫy được hai một con. Chuột bọ ở ngoài này cũng hiếm, bẫy cũng khó. Hình như là món rồi các bác ạ, chẳng có cái gì. Hôm nay món toàn tập.